start, leading 4-1. Delighted to say my old compadre, Carl Boyes, back in the commentary box. Fedor Gorst grinding away as he did to win the World Pool Championships. Tough shot coming up though. Sort of feel like you might have a go at the pot. Didn't fancy it. Felt like the percentage play was better. Playing safe. And what a safety it is. Just above the green, 6. Left hand spin. 2-rail kick. He's going to leave it on though. Middle pocket. That's why Fedor played safe. This is an easier chance now to get on the hill. Tell you what, if Fedor Gorst were to win this title, can you imagine the extent of the lead he would have in the World 9 Vol Tour rankings? It would be gargantuan. Yeah, he's way out in front already, isn't he, Phil? So to add another 50k. Would be very handy indeed. And one thing Fedor does, you could argue he does better than anybody else, he finds a way to win. Even if he's not on his A game, he's got the ability to win pool matches. Didn't hit that one too good. He's left himself a thin pot here. Should have been straighter on this ball. That would have made it unmissable. Now it's not unmissable. It's a tricky cut. And Gorst not equal to the task. Is this match going to be similar to ones we've seen already? When he gets into a winning position, and although he does get over the line eventually, he takes a while to do so. It's 8-5. In an hour or so, we'll be looking back on that as being one of the most consequential shots of the day, I wonder. So next up on the main table, it is Shane Van Boning against Duong Quoc Hoang. And for Van Boning, it is a score to settle. It's also an opportunity to gain Moscone Cup points. We know that Shane Van Boning, in reality, will be in the USA team to take on Europe
in Florida, but hasn't qualified yet. The dates November 30 to December 3 at the Carib Royale Resort. And I think, Carl, as a veteran of many Moscone Cup battles, as a victorious member of a team, both playing and on the coaching side, you would have to concede that this time the USA must be quite buoyant. Something tells me in Florida we're going to have a close cup. Let's hope this match is close as well. SVB going to get the job done. He will start this match out. He will break first. Not sure Duong Quoc Hoang knows what the referee's saying, but he listened anyway, Phil. Yes, I was saying about a score to settle. When these two met in the last 16 of the World Nine Ball Championship in Kielce, Poland last February, Duong sprang a surprise, winning 11-10. Van Boning was the defending champion. He badly wanted to go back-to-back. He was denied by Duong. As I say, that was in the last 16. This one round earlier. Vâng, xin chào tất cả các bạn khán giả của Việt Nam Billiards Promotion và web thể thao. Chúng ta cùng đến với game đấu có lẽ là được mong chờ nhất ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Dương Quốc Hoàng và Shane Van Boning. Vâng, và trận đấu đã được chính thức bắt đầu. Vừa rồi là một tình huống thủ bi tốt của Shane. Bị cái bây giờ đã nằm sau lưng bi mục tiêu số 9 rồi. Và cơ thủ Dương Quốc Hoàng vừa gọi thêm extension để tính toán thật kỹ lưỡng cho tình huống A băng hướng tới bi mục tiêu số 2 này. Vâng, như vậy là một tình huống A băng thành công, đưa bi chủ chạm rất mỏng vào bi mục tiêu số 2. Vâng, có chạm rồi các bạn ạ. Và bi mục tiêu số 2 chỉ nhúc nhích một chút xíu thôi, gần như là nó vẫn đứng nguyên ở đó. Và tiếp tục tạo ra một con bi khó dành ngược lại cho Shane Van Boning. Bây giờ thì đến lượt Shane gọi extension. Vâng, đi đâu đây hay đi đâu đây ạ? Ây cha! Vâng, mày đến thế là cùng! Một cú A băng thành công đưa được bi mục tiêu số 2 xuống lỗ giữa bên tay phải. Và Shane sẽ có quyền để có thể xử lý những bi mục tiêu tiếp theo đang còn lại ở trên bàn. Vâng, người ta may như thế này rồi thì chúng ta không biết còn phải làm sao nữa. Rồi, mở má từ 5 ra 6 để có được má điều đẹp về 7. Shane thì rất hiếm khi giơ tay xin lỗi các bạn nhé.
Vâng, vị trí rất đẹp cho bình mục tiêu số 7. Một cái má hơi vếch một chút dành cho Shane. Vâng, một cú cắm kéo cái trực tiếp về. Đây rồi các bạn ơi. Như vậy là Shane chỉ dám chích nhẹ ra thôi, ở trong một tình huống điều lỗi má từ 7 ra 8. Một tình huống điều an toàn, nhưng mà Shane vẫn chưa thể thành công xử lý được con bình mục tiêu số 8. Và đây sẽ là cơ hội để cho Dương Quốc Hoàng có thể mở tỷ số đỏ với chúng tôi à. Ok, 1-0. Được chưa ạ? Vâng, của thiên trả địa. Khi mà Shane đã ăn rùa bị mục tiêu số 2, không có cái giơ tay xin lỗi nào cả. Với mong muốn chung tay góp sức xây dựng nền tảng cho billiard Việt Nam, Mansion XHDG Pool Academy được ra đời. Cùng với giáo án được cố vấn bởi huyền thoại Efren Batarayev, chỉ đạo bởi vận động viên quốc gia và các anh tài với vô vàn thành tích, hứa hẹn sẽ là một môi trường tuyệt vời để các bạn trẻ nhiệt huyết cùng trao dồi kỹ năng vươn ra thế. Rồi. Xin chào 4.500 anh em. Tôi thực sự là đang cảm thấy được cái không khí của anh em trong kênh chat nó quá là cuồng nhiệt rồi. Anh em có thể giúp tôi chia sẻ rộng rãi hơn cái buổi phát sóng trực tiếp này của Vietnam Billiards Promotion, để tất cả những người bạn bè chúng ta, những người yêu mến bộ môn này có thể cùng join vào đây và đồng hành cùng chúng ta ở trong game đấu này và nhiều game đấu phía sau nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rank thi đấu thứ 2, quyền đề 3 thuộc về Dương Vũ Hoàng. We've seen it over the years. SVB such a good front runner. Vâng, một cú phá không ăn bi của Dương Quốc Hoàng. He's breaking well. He can put severe packages on you. The fact that he's missed that 8 ball in rack 1. I hope that's not a sign of things to come. He's done well so far in this tournament. Vâng, ra một cái má chém tương đối mỏng cho bi mục tiêu số 2. Tình huống bi mục tiêu số 2 này thực sự là phải rất chính xác đấy các bạn ạ. That was in winners qualification. And earlier today, he overcame Francesco Candela 10-6. Chưa giòn đâu. Vâng, Shane nghĩ tương đối lâu, làm gì đây? Chúng ta có thể nhìn được cái phong thái của cầu thủ Dương Quốc Hoàng ngồi ở ngoài. Cực kỳ khoan thai, cực kỳ ung dung anh em ạ. Vâng, như vậy là một tình huống cân thủ rồi. Một tình huống cân thủ, nhưng mà Dương Quốc Hoàng có lẽ là vẫn có thể chạm tới được má bên phải bi mục tiêu số 2 theo hướng nhìn của chúng ta ở trong vị trí này. Nhưng có lẽ là Dương Quốc Hoàng quay trở về khu vực ghế ngồi để lấy propel chăng? Quyết định là sẽ nhảy bi luôn.
Vâng, chính xác rồi. Rất quyết tâm. Vâng, không thành công đưa được Beauty số 2 xuống lỗ mất rồi. Và cũng không có gì rơi cả. Nhưng con 2 này thì vẫn đang không có đường ăn vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của chúng ta. Jeremy Jones being made to wait to go on against Johan Chua. Should be past his bedtime. 279. Thôi 279 thì thôi. Mai 279 nha anh em nhé. Ui. Ai cha. À nhưng mà không sao. Vâng. Nhưng dù gì cũng phải dành những cái lời khen đáng kể cho Shane Van Boning trong tình huống xử lý bi mục tiêu số 2 vừa rồi. Thực sự là rát đây anh em ạ. Chém rất mỏng bi mục tiêu số 2 và kê nhẹ vào má 7 để đưa 2 xuống lỗ. Vâng, và tạo luôn tình huống khó cho bi mục tiêu số 7. Một tình huống thủ sinh viên ở con bi mục tiêu số 3 thôi. Nhưng bây giờ thì 7 trông có vẻ là khá khó chịu. Ui, hay quá, rất tự tin. Một cú cân trực tiếp thành công đưa được bim tiêu số 3 xuống lỗ giữa. Cố lên nào, quyền chủ động xử lý bi đang ở trong tay Dương Quốc Hoàng. Không biết là có điều ra và ghép 6 vào cái cụm 79 kia không. 79 thì khuôn đét rồi, 7 ngay ở cửa lỗ rồi. Vâng, điều ra đây thì sẽ làm thế thôi. Xin lỗi các bạn là 697. Cố lên Hoàng Sao. Thế này thì còn gì bằng nữa chưa các bạn. Một tình huống ghép 697 thành công và giữ lại 9 và 6 ở cửa lỗ. Và tiếp theo sẽ là một cú combo 69 và 20 dành cho Dương Quốc Hoàng. Một tràng pháo tay anh em ơi. Quái. Này thì chạy đạn với chúng tôi à. Tạo tình huống à. Vâng. Những liên tục là những pha xử lý cực kỳ ấn tượng của cầu thủ Dương Quốc Hoàng ở trong hai rách thi đấu đầu tiên. Và bây giờ thì đại diện của Việt Nam chúng ta đang tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0. Nhưng trên thì chưa bao giờ là đơn giản cả. Và Dương Quốc Hoàng sẽ cần giữ được cho mình một cái đầu lạnh, một sự tập trung cao độ ở trong những rách thi đấu tiếp theo. Jeffrey Ignacio 7-6 over Jeffrey Rodder. Johan Chua, Jeremy Jones, Konrad Yazushin. Nhưng mà không sao anh em ạ, gáy được lúc nào thì cứ gáy đi. Còn sau như nào tính tiếp. It's been a pattern with Gorst, hasn't it? Getting close to a comfortable win and then finally gets uncomfortable before he finally does eventually flop over the line. Vâng, Sài Gòn mưa sáng đã quá anh em ơi. Còn Hà Nội thì mưa dầm dề từ chiều hôm qua tới giờ rồi các bạn ạ. Lũ lụt, Hà Nội đang bão. Championships Philly was down in many matches, just kept fighting hard and grinding and coming back to get the victory. But he finds himself under the gun. Cố lên nào. Rồi bây giờ cần một cú phá tốt. Yes, against Payne McBride. Last night he was 7-3 up. Eventually pleased to win 9-6. Vâng, như vậy là vẫn chưa thể thành công đưa được bi mục tiêu xuống lỗ sau cú phá.
Một bây giờ là có nguyên đường để cho Shane có thể xử lý. Vâng, một hình bi tương đối mở đấy ạ. Nhưng sẽ cần xử lý thành công bi tiêu số 1 này đã. Không phải là quá dễ dàng đâu. Thủ bi rồi. Vâng, Shane không công. Shane thủ. Van Boning will be irked. Trận đấu lại được đưa vào giai đoạn đánh cờ. Có lẽ là Hoàng Sao có thể chạm tới được bi mục tiêu số 1 qua khe 68. Thậm chí là chạm dày luôn thưa các bạn. Vâng, như vậy là chạm tới được một nhưng lại không thành công cất con bi mục tiêu số 1 ra vị trí khó. Đây sẽ là một hình bi tương đối mở dành cho Shane. Con bi số 4 này nhìn như vậy thôi nhưng mà có lẽ là vẫn còn đường. Vâng, như vậy là một cú trồ trực tiếp về xả một băng ngắn là điều 3. Nào, từ 3 ra 4. Sẽ cần một cú điều chi tiết từ 3 ra 4 và còn mở má thuận lợi để từ 4 ra 5 nữa. Hà Nội ngập anh em ạ. Hà Nội đêm qua rất ngập. Hay quá các bạn ạ. Vâng, một cú đẩy AF hai băng. Như ra một cái má hơi vách một chút xíu cho bi mục tiêu số 5. Và Shane chọn một cái đường an toàn, đó chính là đẩy êm lên. Rồi, ra như thế này thì quá đẹp rồi. Không biết bây giờ thì còn có pháp sư Nam Phạm ngồi ngoài để nhắc anh Hoàng phá mạnh lên nữa hay không. Playing for the middle pocket meant he could put the type of stroke on the shot that he likes. Vâng, một cú đẩy AF cái đi ba băng vòng về và hướng bim tiêu số 9 vào lỗ góc bên tay phải về màn ảnh của chúng ta. Và ra đến đây thì tỷ số có lẽ sẽ được rút ngắn cho còn 1-2. Vâng, 1-2 thôi các bạn. I think we're guaranteed some mouth-watering encounters in the last 16 tomorrow, and one is already in place. Ko Pin Yi will take on Albin Aushin. Aushin completing a 10-6 victory over Ko Ping Han. Jeffrey Rodder now in front, 8-7 over Jeffrey Ignacio. Michael Bohannon, he's on the hill against Lee Van Cortese at 9-6. And Fedor Gorsh remains 8-7 in front of Alexa Fischelsch on table one, which is available on the Matchroom Multisport YouTube channel.
Bây giờ thì quyền phá bi quay trở lại với Shane Van Boning. Chúng ta đừng nên căng thẳng quá, bởi vì là nếu như anh em có đồng hành cùng mình ở trong trận đấu trước giữa Skyler Woodward và Biado thì chúng ta có thể thấy ngay cả những top thế giới như hai cơ thủ đó vẫn còn phá đa số là không ăn bi, không ép được bi một vào lỗ giữa thì đúng hơn. Vâng, như lần này thì Shane đã thành công đưa được bi mục tiêu số 1 xuống lỗ giữa bên phía tay phải. Tuy nhiên là bi mục tiêu số 2 đứng ở vị trí này là có tình huống. Biado thua anh em ạ, Skyler Woodward thắng. Vâng, ghép 27 thành công, chính xác quá các bạn ạ. Rồi, từ 2 ra điều 3. Và từ 3 ra 4 nữa. Rồi, xử lý bi mục tiêu số 3 đi ạ. Một cái má không phải là đẹp nhất dành cho Shane. Và sẽ phải cần va chạm với bi mục tiêu số 4 để giữ được 4 ở vị trí đẹp. Sau đó còn điều về 5 đang ở gần dưới băng ngắn, sát màn ảnh của chúng ta. Vâng, đã gọi thêm cả extension rồi, rất cẩn thận. Vâng, xử lý thành công bi mục tiêu số 3 và double shot dành cho Shane. Khi mà có thêm cả bi mục tiêu số 8 được đưa xuống lỗ nữa. Nhưng bi mục tiêu số 4 đang ở một cái má khá là khó chịu. Vâng, họ làm tốt đến như vậy thì chúng ta phải chịu thôi. Quá ghê gớm đến từ Shane Van Boning. Vâng, đánh con bi khó nhẹ như không có gì cả. Quá hay, hai đều từ các bạn. Vâng, Shane nóng máy rồi đấy các bạn ạ. Liên tục là những tình huống xử lý bi với một cái lực cực kỳ dứt khoát. Có vẻ là Bia không vui và Shane đã căng. Hiện tại thì Việt Nam chúng ta chỉ còn mỗi cơ thủ Dương Quốc Hoàng là đại diện cuối cùng của đang thi đấu thôi. Van Boning will be inducted into the Hall of Fame. Got in off the first ballot, as you might expect, given his accomplishments. You have to be 40 to get into that. And as soon as he was eligible, his name was put forward, and the overwhelming majority of voters said, yes, you are a Hall of Famer. Vâng, đây là rack thi đấu thứ 5 rồi các bạn ạ. Và lần này thì Shane tiếp tục là người giành quyền phá.
Vâng, lần này thì 1 không rơi. 1 sẽ đi đâu đây? Trông là 1 sẽ có đường riêng qua khe 39 thành Austin rồi. 1 không rơi nhưng mà 4 đã rơi xuống lỗ góc bên tay trái cái màn ảnh của chúng ta. Xin lỗi các bạn, là khe 89. So that's made the opening pot more difficult than it was going to be for Shane. He's got pocket options. Bottom right looks. Chưa phải là một con bi dễ. Đây là trực tiếp, không phải chiếu lại anh em nhé. Vâng, như vậy là xẻ một vào lỗ góc bên tay phải luôn, chém con bi má ngược. Quá hay. Rồi, nhưng mà hai như thế này thì vẫn sẽ phải xử lý tiếp, vẫn là một con bi ngược má. Và có lẽ đến cái thời điểm này thì Shane không biết trượt là gì nữa rồi các bạn ạ. Chỉ cần phá ra ăn bi và có đường riêng cho con bi cần xử lý tiếp theo thôi là sẽ hết. Quá rát. Account who the real creme de la creme are. It really is healthy, isn't it, when you look at it? Immensely so. And to be right at the top of the tree, boy, have you got to be special. Vâng, còn lại 50 mục tiêu trên bàn. 5, 6, 7, 8, 9. Van Boning, Fuller, Gorscht. Talking of Ghost, he's got himself on the hill. That match is now 9-7 over Alexa Pascels. Ui, cái lực kìa các bạn. Chúng ta nhìn cái lực sau tình huống điều từ 6-7 của Shane kìa. Thậm chí là Shane còn không phải ra để ngắm trước má cho bi mục tiêu số 7 luôn. Những tình huống điều bi như là được lập trình sẵn thôi các bạn. Vâng, 3-2. Như một con robot vậy. A five pack on you in no time, and we've seen over the last couple of racks just how devastating Shane Van Boning can be. He was 2-0 down, now he's 3-2 up. You look at his 2024, and it underlines what a player he is. He's won well over 100 individual titles, well over. This year alone, Bayou State Classic, beating Mickey Krause in the final. Vâng, nếu mà Shane cứ giữ được cái phong độ này cho đến hết trận đấu thì mình hứa với bạn là ai cũng sẽ thua thôi chứ không phải là hoàng sao. Ai gặp Shane với cái phiên bản như thế này thì cũng sẽ thua thôi. Bởi vì người ta có cho mình chơi đâu. Hở ra là chắc chắn hết. And the big easy nine ball and the big easy one pocket before getting to the semi-final of the European. So. It's very okay, anh em nhé. He's out of the big money. His worst finish actually this year was at the Derby City Classic, 36th in the nine ball there. But usually he's at the business end, and that's where he wants to be here. Vâng, cú phá tiếp theo thuộc về Shane Van Boning. Và lại là một lỗ giữa. Đây rồi. Vâng, với vị trí này thì ít ra là Hoàng Sao vẫn sẽ có quyền vào bàn. Còn bi mục tiêu số 4 đã chạy tới và che mất má ăn cho bi mục tiêu số 2. Và thêm đó là có một chút tình huống nhỏ nhỏ ở con bi mục tiêu số 3 nữa. Nhưng mà cứ tính đến con bi số 2 đi đã. It really has. I'm delighted that Jeremy Jones is still going in the tournament, but I need a break. How are you getting on with that steak dinner off JJ? Yeah, I'll be lucky. Và như vậy là Shane vừa định cân luôn bi mục tiêu số 2 vào lỗ giữa bên tay phải các bạn ạ.
không thành công. Nhưng con hài này thì vẫn khó dành cho Hoàng Sao. Nhưng mà tôi tin là cái nhịp của cầu thủ Dương Quốc Hoàng vẫn còn rất rất chắc. Sẽ không bị cuốn theo cái lối chơi của Shane đâu. Đúng rồi, gọi thêm extension. Nghĩ lâu vào ạ, thoải mái mà. Put everything into this and re-energize overnight. Back in the day at the US Open. Yeah, như vậy là một tình huống thủ vi không tốt của Dương Quốc Hoàng. Để ra đường chạm đường ăn cho Peter số 2. Nhưng mà cái côn của con này thì điều với ba cũng không dễ. This week players been finishing local time. Vâng, bắt buộc xuyên phải chạy đạn tiếp. Không sao, mới có 3-2 thôi mà anh em. Bình tĩnh anh em, cứ thoải mái. Vâng, như vậy là một cú A băng hợp lệ chạm tới bình tiêu số 2. Và vừa rồi thì phải chăng là Dương Quốc Hoàng muốn A luôn đưa bình tiêu số 2 xuống lỗ giữa bên tay phải, nhưng không thành công mất rồi. Con này thì Shane chỉ có một đầu gậy duy nhất thôi. Trời ơi, vẫn cài thêm được áp phê bên tay trái vào các bạn. Nào, từ 3 ra 4. Con này sẽ phải chi tiết đây ạ. Chưa giòn đâu. Rồi, như vậy là không thành công ăn được bình tiêu số 3. Bình tiêu số 3 ở vị trí mà Dương Quốc Hoàng có thể chạm tới nguyên mặt. Dù biết là nó khó để có thể tấn công nhưng mà không sao. Vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn để anh Hoàng có thể thực hiện, có thể nghĩ tới và thực hiện. Như chúng ta đã nhớ thì game đấu mà Dương Quốc Hoàng đối đầu với Shane Van Boning ở Whirlpool Championship 2023, game đấu đó thì Shane đã khởi đầu cực kỳ hay và chơi cực kỳ tốt, cũng tương tự như những cái rack thi đấu vừa rồi. Nhưng mà sau đó thì Dương Quốc Hoàng vẫn giành được chiến thắng. Cho nên là chúng ta không phải sợ. Và anh em đứng ở dưới thì cứ nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Rồi. Ok chưa ạ? Rồi, lấy propel ra nhảy đi Shane ơi. Talking of Filipinos, Michael Bohannon has beaten Lee Van Cortese 10-7. Con này nhảy ăn ba thì cũng khó để xử lý 4. Vâng, như vậy là không thành công ăn được bình tiêu số 3 rồi.
Rồi, con này anh Hoàng nhảy được. Không biết là có bị hơi với chút không nhỉ? Chắc là vẫn ok rồi anh em ạ. Vâng, đây rồi. Không vui lắm đâu. Ok, vâng. Như vậy là đã thành công giải quyết tình huống khó ở ván đấu với một cú sút tê, đưa được bim tiêu số 3 xuống lỗ và có vị trí đẹp để xử lý bim tiêu số 4. Vâng, má đẹp luôn anh em ạ. Má đẹp. Rồi, chúng ta có một chút tình huống nhỏ, đó chính là mở má từ 5 ra 6. Sau đó còn điều từ 6 ra 7. That match in Poland they played was back and forth. Duong wouldn't go away. Just kept sticking with Van Boning. And in the end, he got over the line just. Hơi thoát tim một tí khi mà con bim cơ số 5 nó liếm nhẹ thành băng dài bên tay trái. Hơi giật mình một chút anh em ạ, nhưng mà không sao. Ok rồi, má đẹp quá. Bình luận viên to miệng vậy thôi chứ cũng đang phải tiếp nước liên tục đây anh em ạ. Hai mục tiêu cuối cùng nào. Cứ chậm rãi và bình tĩnh thôi. Thôi. Rồi. Ok, thế này là ổn rồi. Thoát tim anh em ạ, thoát tim. Một con bi mục tiêu cuối cùng. Vâng, còn 9 đấy thì mai trượt nhá, 3 đều. Quá hay. Thực sự là game đấu đang diễn ra cực kỳ hay các bạn ạ, cực kỳ gay cấn. Obviously we've only got 3 tables in play, so depending on where you stood you can get a fantastic view of all three, and pool fans love a tight close finish, and Ghost, he's going through one again. Well, we keep saying he finds a way to win, but if you think about it, he won the World Masters Final 13-12. He had numerous close shaves in the World Championship, including the final when he beat Eklund Kachi 15-14. Shane đứng lên long ngọn xong lại ngồi xuống, bởi vì có phải là đến lượt anh ấy phá đâu. Đây mới là phá này. Quyền phá bi được giành lại cho Dương Quốc Hoàng ở trong rack thi đấu thứ 7. He had that 9 ball to go onto the hill at 9-5. Rồi, cố lên, rất cần một cú phá tốt ngay ở thời điểm này các bạn ạ. Bởi vì Shane phá ác quá. Và chúng ta cũng cần có lời đáp trả. Nhiều bình luận viên nhắn với anh Hoàng, mình nhắn với anh Hoàng kiểu gì hả anh em? Lay the platform to re-establish a lead. Rồi, hay, lần này thì bi mục tiêu số 1 đã rơi, hay nảy ra một tí. Vâng, ít ra là chúng ta đã thấy được cái tín hiệu tích cực trong việc phá bi khi mà một đã được đưa xuống lỗ đúng công thức và một cú phá ra hình. Hai là vị trí có thể xử lý được, dù biết nó đang không dễ, và điều ra ba cũng sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Cảm thấy rủi ro quá thì có thể thủ luôn cũng được.
Vâng, một cú chém dư mỏng của Dương Quốc Hoàng, nhưng mà vị trí này thì trông Shane có phải là hết đường ăn cho bi mục tiêu số 3 chăng? Xin lỗi các bạn, là hết đường ăn cho bi mục tiêu số 2 chăng? Lắc đầu rồi. SVB's got to try and find the path here to the blue two. It's not going to be easy, let me tell you. And this is table two. Oh, đây là ai vậy? Bàn này là ai vậy? The finish. Yes, three balls left for Jeffrey Ignacio. Vâng, gọi cả extension. His place into the last 16 and he's chasing Reyes. Xin ơi, làm gì thì làm đi. Vâng, một cú A băng và cái thế bắt phê bên tay phải. Vâng, như vậy là một tình huống A2 băng thành công đưa được bi mục tiêu số 2 xuống lỗ các bạn ạ. Rát thật sự. Vâng, vừa rồi thì Jeffrey Ignacio chết cái. He conceded with two balls still to be potted. He could not take the crushing disappointment of seeing that wide going off. Hơi cỏ tay một chút. Mà con này thì đối với Shane cũng như một con bi bình thường thôi. I never understand conceding with one ball on the table, let alone two. There's always the chance of something happening. Yeah, even if it's one in a thousand, you just never know. Heartache for Ignacio. Let's just hope that doesn't cost him. Và còn lại 5 bi mục tiêu trên bàn với một hình bi mở. Cơ hội lại được nhường lại cho Shane Van Boning. What a sick way to lose, though. Ê, hơi thiếu lực một chút nha. Một cú cúp AFE 2 băng lên điều bi mục tiêu số 6 vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của chúng ta. Không có ly sẩy các bạn ạ. Không có ly sẩy. Và các bạn nhìn cái lực điều từ 6 ra 7 kìa. Vâng, va chạm nhẹ nhàng với bi mục tiêu số 9 và đưa nó ra vị trí đẹp nhất. Một cú nhấn và điều 9 cùng lỗ. Tỷ số là 4-3 dành cho Shane Van Boning. Vâng, người ta hay và may đến vậy thì mình phải chịu thôi. Well, one slice of the spectacular in that rack. And Van Boning has got plenty more in the locker. Just going back to that Jeffrey Rodder match against Jeffrey Ignacio, which finished so dramatically and so heartbreakingly for Ignacio. Well, Rodder now awaits the winner of Johan Chua or Jeremy Jones in the last 16. In fact, the last 16 is like this. Vitaly Pachura against mình không nói cái việc may mắn là trong tình huống xử lý 7-8-9 vừa rồi. Against Mark Bosch-Debosch. Vâng, cái tình huống A băng chết 2 là hay. Sau đó thì cái va chạm với 8 và ở lại vị trí đẹp cho bi mục tiêu số 3, cái đó thì là may. Nói chung là hay thì sẽ may. Vâng, thưa các bạn, khi mà chúng ta chơi tốt thì mọi điều tích cực nó sẽ tự nhiên đến thôi. Và may mắn thì chỉ đến với kẻ mạnh. See the two differences between both of these players' breaks. SVB is breaking. Rồi, quyền phá bi lại quay trở lại với Shane Van Boning. Dwang is more of the soft draw below the nine arc in the cue ball. Hay là both very effective. Bây giờ chúng ta chuyển sang chơi hệ tâm linh anh em nhỉ?
khấn chết cái này nọ lọ trai và thì tí thì toi ở cái đấy ạ. The seven went in. And there's a clear shot on the one. But don't confuse clear with simple. Vâng, bìu tiêu số 7 đã rơi. Còn một này má vếch, má lụt. Và trên sẽ thủ bi thôi. Ui. Well, you used the word earlier. What a classy shot that was. Vâng, quá chi tiết các bạn ạ. Quá chi tiết. But shape in addition. Tại sao lại có được một cái đường điều bi nó chuẩn như là robot vậy nhỉ? Federer goes, he's at the table. He has six balls left. It looks a good opportunity. Bị đội viên khấn đi. Win the match. Nào, chúng ta xem một tình huống gì nào. Vâng, có lẽ là mỗi từ 3 ra 4 để chọn được cái má đẹp thôi. Ủ, trận đấu bên này căng quá. Federer Gauss đang dẫn trước Alex Apicell với tỷ số là 9-8. Nhìn trên điều kìa, chỉ đâu ở đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ được xem cả hai màn hình cùng lúc. Bởi vì còn mấy con bi nữa là Gauss sẽ thắng. Both tables have got four balls left. Which one's going to finish first? Ra một cái má hơi khó chịu cho bìu tiêu số 5 đây anh em này. Và Shane đã phải gọi extension rồi. Nào, chờ đợi tình huống điều từ 5 ra 6 của Shane Van Wonink. Đã có những cái lắc đầu. Purely and simply because Gorst will be putting every last ounce into all of these pots. He doesn't want to fall short again. He doesn't want to have that horrible pressure. Of a deciding rack. Bày quá các bạn ạ. Yeah, I think Shane's gonna get the victory there for finishing first. Vâng, và tỷ số được nâng lên là 5-3 dành cho Shane. To me, he's looking good, Shane. Và cùng chờ xem. Federer Gauss còn lại 3 bi mục tiêu cuối cùng, 8, 9, 10 để có thể shut down trận đấu. Tôi thì mặc dù cũng không muốn phải làm như vậy đâu. Nhưng mà Shane ơi, ván sau phá chết cái được không ạ? Mặc dù là tôi không muốn làm vậy một tí nào cả. Nhưng mà vì màu cờ sắc áo. Vâng, anh em cho tôi đổ tội vậy đi. Chính xác luôn, thưa bạn Bảo Bảo. Shane bắn bình luận viên tỉnh ngủ. Quá ghê gớm. Ngài Shane ơi, ván sau ngài có thể phá chết cái được không ạ? Repeat or revenge. Rồi, như vậy là chúc mừng cho Federer Gauss. Cái tên tiếp theo lọt vào 16 người và xin chia buồn cho Alex Apicell. Anh vẫn chưa thể vượt qua được cái chướng ngại vật mang tên Federer Gauss. Một cơ thủ có lối đánh giống hệt mình, nhưng lại mạnh hơn mình. Nào, phá chết cái đi. Một cú phá với lực cực kỳ mạnh của Shane Van Wonink. Một rơi. Hai có thể xử lý được, nhưng mà ba đang khó. Vẫn còn tình huống anh em nhé. Còn tình huống. Tình huống khó của con bi mục tiêu số 3 nó sẽ đến ngay sau khi bi mục tiêu số 2 được xử lý. Và cái má này của hai thì để gỡ 3-6 ra khó quá. Sao trận tính giờ, trận không tính giờ ở vòng này thì...
những cái trận đấu ở trên TV Table như Shane Van Boning với Dương Quốc Hoàng, chúng ta đây sẽ bấm giờ các bạn nhé. Còn với cái trận kia thì vẫn chưa có trọng tài đâu, chỉ có trọng tài chung thôi. Cần tình huống gì thì các cơ thủ tự động gọi trọng tài vào. Còn đây là trận đấu duy nhất mà có trọng tài riêng. Lại thế nữa rồi. Cần giữa hòm bị mục tiêu số 2. Cái đi 3 băng về điều đường riêng cho bị mục tiêu số 3. Biado bị Skyler Woodward loại rồi anh em ạ. Cấn cấn đây ạ, cấn cấn đây ạ. Ba thì có lẽ còn đường riêng. Nhưng mà va chạm với 6 xong có ra đẹp 4 hay không? Không thì có thể chạy đạn. Bấm cái sau 6 và cân 3 đi. 1, 2, 3 băng. 1, 2, 3 băng. Vâng, chính xác là như vậy rồi. Một tình huống chạy đạn bắt đùi rũi rụi. Nhưng mà ít ra là Hoàng Sao còn cơ hội để vào bàn ở trong rách thi đấu này. Và tôi tin là anh Hoàng sẽ làm được một điều gì đó. Normally, when a player's in a hook, they're looking to hit the ball and gain safety. Here, making contact is no guarantee. Over on table one, enter the arena, our very own Jeremy Jones. Như vậy là một tình huống A băng chết cái của Dương Quốc Hoàng. Dù cho anh ấy đã chạm tới bưu tiêu số 3 thành công rồi. Quá đáng tiếc. Vâng, ok tôi bạn khán giả hậu trần nhé. Hậu trần mới là hay này. Ê. Làm gì đây? Điều ra này F48 á. Ui, mai trượt các bạn ạ. Hoặc có thể ngày kia. Vâng, tôi hứa với các bạn là bất kỳ ai gặp phải cái phiên bản này của Shane thì cũng sẽ thua thôi. Bởi vì chúng ta làm gì có cơ hội để chơi, thi thoảng được vào bàn một hai lần, toàn A băng với sút tê với cái gì không. Có anh em bảo là tất cả tại Fader God làm Shane sôi máu. Let's not forget, Shane was 2-0 down. In this hai bưu tiêu cuối cùng. Pops these couple of balls. He's basically won. Vâng, một cú đẩy hai băng về điều 9 cùng lỗ. Vị trí quá đẹp rồi và sẽ là 6-3 các bạn ạ. This is very good indeed. It's not all about the result, it's about the performance sometimes in terms of satisfaction. In our previous match, Skyler Woodward beat Carlo Biardo 10-7, but the quality of pool there was nowhere near the quality of this. Van Boning looking like the best version of him. Tecon Bia Shop kết hợp với Web Thể Thao mang đến cho mọi người những sản phẩm bia chính hãng với giá tốt nhất.
Max Lechner will go head-to-head tomorrow. So too David Alcaidi and Michael Bohannon. Josh Filler threw much earlier. He plays Mark Beisterbosch, Germany against the Netherlands. Fedor Gorsht against Skylar Woodward. Two US Moscone Cup players facing off. What an attractive contest between Kopin Yee and Albin Aushan. And the winner of that in the quarterfinals will play the winner of Finland's Jani Uski against Dutchman Niels Fyhn. So while Duong Quoc Hoang is taking a timeout, let's just have a peek over onto table two. Konrad Zhushin started his week beating the boss, Barry Hearn, 9-1. Hearn came here, he said his ambition was to win Iraq, and he did so against Konrad. Won the fifth with a 2-9 combination that was by no means easy. Yeah, and then he gave out an almighty roar. He was delighted. Well, that wiped its feet. So Yazushin must have typed his name out 100 times and I still can't remember how it goes. I'm looking at the trận đấu giữa Jin Shaw và Conrad Zuzin. ZCZ. Cũng là một game đấu ở vòng 32. ZYN. Rồi, ok. Chúng ta cùng quay trở lại với game đấu nào. So two. Chua Jones. Vẫn là cú pháo của Shane. Vẫn là một lỗ sữa. Hai biến mất. Ba. Mà không có đường. Không có đường riêng để chạm tới bình tiêu số 3. Shane có lẽ là sách Propel ra ngay đây thôi ạ. Without an overwhelmingly good run of the ball. Yeah, I think he'll have a go at the jump shot here. If he does, referee's got to get his eyes on this one. It's going to be close. Có thể nào cái bay ra ngoài được không? Vâng. Mai bay gọi là. Chạm 6 à? Gì vậy? Như vậy là một tình huống sút tê lỗi. Vâng, tôi không cần quan tâm lý do là gì nữa. Tôi chỉ cần biết là Dương Quốc Hoàng có quyền đặt bi ở trong tay. Với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bi mục tiêu còn lại ở trên bàn. Một hình bi mở. The instinct of the player normally is correct, but not always. I've seen quite a few instances in snooker where someone is một đời liêm khiết. Shot on themselves for touching a ball. Ông nào vừa comment ấy nhỉ? Look back at the replay, very close up. Ông nào vừa comment một đời liêm khiết vậy? Has been made. They've just perceived a foul as opposed to actually made one. Yeah, I'd love to see a replay of that. I'm not saying Shane's wrong because, as you just said, Phil, the player's instinct is usually. Vâng, một cái má hơi khó chịu cho bình tiêu số 6. Vâng, một tình huống thử thách đôi tay của cầu thủ Dương Quốc Hoàng này ạ. Khi mà cái thời gian mà anh phải ngồi ngoài là tương đối dài. Đây, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, quay như vậy thì ai hiểu là lỗi gì? Hay quá. Cái đi đâu đây? Rồi. Hay. Vâng, một tình huống cắm cái
kéo 2 băng. 1, 2, 3 băng các bạn ạ. Một cú đánh cực kỳ hay của Dương Quốc Hoàng. Cố lên nào. Xả ra một chút ạ. Vâng, xử lý được rồi. Hai mục tiêu cuối cùng. Nếu phá bi rơi cả 9 cả cái thì nhặt cái và nhặt 9 lên đánh tiếp nha anh em nhé. Được chưa ạ? Quá hay. Một con bi mục tiêu cuối cùng. Ở một tình huống cắm 3 băng về điều 9. 4-6 thưa các bạn. Khoảng cách còn lại 2 ván. Shane Van Berning's 3 rack winning run is over. We were watching Konrad Jozsuthyn a moment ago in that first rack against Jason Shaw. Well, he won it, did the pole. First rack of Johan Chur, Jeremy Jones still in progress. The day winding down, but 3 very important questions still to be answered. It's been a really intriguing day. And I think setting the tone was our very first match. Joshua Filler coming through 10-9 against Mickey Krause. Vâng, các bạn nhìn thấy Shane ở trong trận đấu anh ấy căng thẳng vậy thôi. Nhưng mà ở ngoài đời và ở trong những cái clip, những câu chuyện bên ngoài thì cảm giác Shane là một người khá là kind, một người khá là dễ mến. Vâng, không ăn gì mất rồi. The old dry break. See how close he got with that one ball just at the top jaw. Một cú phá lệch tia của Dương Quốc Hoàng và cơ hội vào bàn được nhường lại cho Shane Van Berning. Anh em lại cứ Việt Nam phá chán. Ở trong cái game đấu giữa Biado với Skyler Woodward, hai ông phá lên và xuống mãi không ăn được con nào thì anh em lại không kêu. Funnily enough, I was mentioning that Joshua Filler match against Krause. Krause broke dry in the decider. Filler laid a hook and from the subsequent chance, dished up. Will this be? Vâng, một tình huống thủ vi kỹ của Shane Van Berning. Mà vẫn còn góc để có thể Dương Quốc Hoàng có thể thực hiện một cú A băng. Một tình huống A băng sượt rất mỏng tới bi mục tiêu số 1. Ok bạn Quốc Hưng nhá. Quốc Hưng mới là hay này. Rồi từ 2 ra 3. Sau đó là từ 3 ra 4. Và mở mã từ 4 ra 5. Nói chung là vẫn sẽ phải xử lý. Hình bi này vẫn sẽ phải xử lý.
với con bìm mũ chốt, có lẽ là con bìm số 4. He's just going to play thin and try and get the cue ball in between the red and the pink off that rail back out. Yeah, he's got to watch it not hit the ball. Yeah, that's nice. Good shot. Vâng, một cúp trực tiếp điều 4. Đây. Tình huống bị vượt số 4. Không phải là quá ngon ăn này ở Shane Van Boning. Con này sẽ 4 hình như là sát băng và sẽ phải đánh qua mông lỗ giữa. Và Shane không biết là có đưa ra tình huống thủ bi hay không. Ui. Chém con bim mục tiêu số 4 nó phải gọi là quá chuẩn chỉnh các bạn ạ. Con 4 sát băng phải chém qua mồm lỗ 10 mà vẫn cắn băng thẳng tắp vào lỗ. Yeah, very nice shot up the long rail. They can catch you out. Không biết phải nói gì nữa rồi. Và một cú chích qua khe 89 để điều 7 cùng lỗ. Ừ, như vậy là qua khe 79 rồi các bạn. Undercut the 8 ball into that same pocket in the very first rack. This time he almost overcut the 6. The fairy tale continues. Jeremy Jones takes the opening rack. Table one versus Tua, so what a start that is for Jeremy. Vâng, và ra đến đây sẽ là 7-4 dành cho Shane Van Boning thôi. God còn sống anh em ạ. God vừa thắng Alex Abissell và vào vòng 16 rồi. I have to say, what a display from Shane Van Boning. Very good. The full array of wizardry on display. Vâng, khoảng cách là 3 ván. As a player, Cole, when did you first encounter SVB? Good question. Quan trọng là trong những rack thi đấu tiếp theo là cơ hội dưới cúp hoàng có được vào bàn để chơi hay không. Và nếu như có được điểm số thì anh sẽ cần phải cải thiện cú phá của mình ngay lập tức. He was always spoke about, you know, a bit like we do now with the junior players. You know, we talk about the potentials and or even the younger pros on the circuit. Rồi. 7-4-11, đây là rack thi đấu thứ 12 từ các bạn và quyền phá bi quay trở lại với Shane. Thực ra là nó vẫn thuộc về Shane. Watch out, cue ball. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Center. It's been kicked in the top right. Vâng, một cú phá chết 2 bi tính cả bi chủ là 3. Nhưng mà phá chết cái thì lại có cụm tình huống khó. 3-7-9 đang đứng dính vào nhau. Nào, cơ thủ Dương Quốc Hoàng sẽ quyền đặt bi trong tay và cùng chờ xem là anh có thể gãi trực tiếp cái cụm bi khó này ra hay không. Tôi tin là anh Hoàng làm được. Tôi tin là làm được. Ồ, như vậy là không gỡ rồi. Ồ.
Như vậy là vẫn có thể thành công ăn được view tiêu số 3 này các bạn. Got a full table draw shot here. He's got to find a gap to land on the green six. Vâng, mình không nghĩ là tình huống view tiêu số 3 vừa rồi có đường riêng. Thêm một chút nữa đi ạ. Xíu nữa. A little thin on the green six. Shouldn't pose a problem, but you never know when you're playing as thin as this. And especially because he's stretching over. Vâng, còn lại 3 view mục tiêu cuối cùng. Should get the job done now. Rồi, tốt rồi. Vâng, nảy ra một tí. Có má để có thể trô về và hướng view tiêu số 9 vào lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. Vâng, như vậy là một tình huống trô thoát tay, một băng xả ra điều 9. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 5-4. Xin lỗi các bạn, là 5-7 thôi các bạn. Vâng, 5-7. Khoảng cách còn lại 2 ván dành cho Dương Quốc Hoàng. Cơ hội là vẫn còn. Và vòng sau sẽ có quyền phá ở trong rack thi đấu tiếp theo. Quan trọng là phải có được cho mình một cú phá tốt. Yeah, Phil, I was looking at the screen, just looking at Jeremy's game. He's won the first rack and Johan Chu has missed two pots in the second rack. Jeremy's back at the table. And that took me back to the final. Johan Chu against Mickey Krauss at the European Open. Chu played wonderful pool all week. When he got to the final, well, he fell apart a little bit. You got to be careful in the start of these matches. If you make mistakes and you find yourself a few racks behind, it can be brutal to try and get back in a match. It really can. So Chua's got to be careful over there. Joe, cảm ơn bạn Thuận Nguyễn rất nhiều. Ok, cảm ơn 21.000 anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Gần 7 giờ sáng rồi anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại với rack thi đấu tiếp theo. Và lần này thì quyền phá bi được nhường lại cho Dương Quốc Hoàng. Bad news. Vâng, vẫn là không có bi rơi. SVB's got to look at the lowest ball on the table, the yellow one. À, các bạn muốn xem kết quả các trận đấu thì có thể lên Google và search WNT Live Score. Sau đó tạo tài khoản cá nhân và có thể tùy ý xem mọi thông tin về các giải đấu thuộc hệ thống WNT. Vâng, chúng ta đang có view tiêu số 5 đang không có đường riêng và lỗ góc bên tay trái. With the exception of rack one when he missed the eight ball we've talked about before, he's been pretty dependable in offensive positions. Có lẽ là Shane sẽ điều ra và ghép 5-8 thôi.
nào tình huống điều từ 4 ra 5 và xử lý các bình tiêu số 5. Produced a lot of very classy shots. Had a spell where he had back-to-back break and run outs. Couple of times he's locked. Con này sẽ phải vào mỏng má bên trái vì tiêu số 5 để đưa 8 xuống lỗ. Như vậy sẽ là một cú ghép ngược má. Và Shane có vẻ không hài lòng với tình huống điều bi vừa rồi của mình. Vâng, Dương Quốc Hoàng ngồi đằng sau cho xem với. Ui rồi lại còn có cả thế này nữa chứ. Anh Hoàng ngồi đằng sau ngó ngó xem Shane chuẩn bị làm gì. Phương án B đã được đưa ra, một tình huống thủ bi, cái nấp sau lưng bi tiêu số 8. Dù con bi chủ với con bi tiêu số 5 đứng gần nhau lắm rồi, nhưng mà thế này thì ai đi đâu. Tạo tình huống rồi. Vâng, tạo tình huống thôi các bạn. Cũng là một cái giải pháp hợp lý thôi. Bởi vì chúng ta đâu còn biết làm gì nữa. Yeah, you can't really blame Duong for doing that. It was super difficult to hear. I just wonder if Shane will break out the six here as well, or will he just leave it tied up? Vâng, gọi extension. The reason why I say that is if he doesn't break it up. Chúng ta chờ xem là Shane làm gì đây. Duong Kho Quang hits the five. Rồi, cái sẽ ra sau 8. Vâng, một mũi tên trúng hai đích khi mà Shane vừa thành công gãi cái cụm 6-9 ra và vừa thành công bắt đuôi Dương Quốc Hoàng. Trúng tê á? Cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã gọi extension rồi và vác propel ra. Có lẽ là chỉ vướng một chút má mỏng ưu tiên số 8 thôi và nhảy qua mép ưu tiên số 8 các bạn ạ. Cố lên nào, cố lên. Như vậy là một cú sút tê a băng nhưng mà không hợp lệ mất rồi. Vâng, quá khó các bạn ạ. Muốn sút tê a băng và đưa năm xuống lỗ luôn nhưng mà không thành công chạm tới con bi mục tiêu màu tím và quyền đặt bi nằm trong tay Shane Van Boning với 4 bi mục tiêu còn lại ở trên bàn. Ok, lovely police nha. Yes, especially when the gentleman 8-5 up is Shane Van Boning. Điểm số thứ 8 dành cho Shane Van Boning. Có lẽ sẽ là vậy thôi. Xem kết quả các trận đấu, anh em lên Google và search WNT Live Score nhé. Sau đó tạo tài khoản là có thể xem được. Vâng, 8-5 dành cho Shane rồi. Khoảng cách lại được nới rộng thành 3 ván. Duong Kho Quang did not escape. SVB tidied up. 8-5 it is. Two more needed for a place in the last 16 of a tournament that's very dear to his heart. Jason Shaw has a ruck on the board on table two. He now trails Konrad Yozhushin 2-1. Bên này trận đấu đang được diễn ra với sự góp mặt của Johan Chua và Jeremy Jones.
at the table with an opportunity to lead Jeremy Jones 2-1. Jeremy put an awful lot into that win over BJ Usuri. Số đang là một điều, Joan Chua thì đang có phong độ quá cao. Jeremy Jones thì hiện đang là bình luận viên. Well, he was at the table then, Phil, as we flicked over to the camera. We've seen him walk into his chair, so he must have missed a two ball. Now, the fact that Jeremy was obviously in the comp box when Chua played that final against Kraus, that's going to give him some confidence, won't that? Chua can be a bit afraid at times. Sau đó là kéo cái hai băng và điều 8 cùng lỗ. Rồi chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến được diễn ra ở trong trên bàn TV table với Shane Van Boning và Dương Quốc Hoàng. Vâng, ép không thành công một xuống lỗ giữa nhưng mà lại đi thẳng tắp vào lỗ góc phía xa bên tay phải. Và thêm đó là có cả 6 đã được đưa xuống lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta. Bị mục tiêu số 2 là có nguyên đường riêng và má thuận để ra 3. Hình bi quá đẹp với Shane Van Boning. Lấy má điều thứ ba ra 4 thôi. On this table. On any table ever. I didn't do the match call, but I know you're impressed the way he played against Imran Majid in winners qualification. Vâng, cái lực phải nói là quá chuẩn. That must have been the Jason Shaw match, because we were watching both of these matches. Điều 4 vào lỗ góc bên tay phải trên màn ảnh chúng ta. Và kiểm soát lực quá tốt. Well, it's just when I looked up with the noise, I seen Jason sort of getting all the balls out the pocket and the referee with her. Như thế này thì còn gì đâu. Yeah, we've got the SBB Junior Open in play. Fantastic for them to be playing in this very arena. It could still be the scenario where he presents a trophy on Friday night and then receives one on Saturday night. Hai con bi cuối cùng và Sheva Oning sẽ có được cho mình điểm số thứ 9 thôi các bạn. Well, he is used to holding trophies. Điểm số thứ 9 cũng sẽ là điểm hưu ở trong game đấu này. Early on, Phil, when he lost the opening two racks, I'm not saying it was panic stations or it was time to be worried, but hasn't he played well since he was two down? Vâng, 9 năm dành cho Shane Van Boning. Khoảng cách bây giờ là 4 ván và cơ thủ của Mỹ đã lên hưu rồi. Undoubtedly, in this match he's played the best of anyone today on this table. I think trying to win that record-breaking sixth US Open title is a massive incentive for him. Of course, he wanted to win the World Championship with all of its vast riches. But the personal connection between Van Boning and the US Open runs deep. Everyone has their favorite tournament for whatever reason. And this is Van Boning's. Ở bàn bên này thì Joan Chua còn lại một con bi mục tiêu số 9 để có thể nâng tỷ số lên thành 2-1. Và một cái má khá vách. He's prone to either play unbelievable or kind of look a little edgy. Quá chính xác các bạn ạ. Giữa lỗ. Và 2-1 dành cho Chua. Gotta have some nerve to do that. Still early days. It's 2-1 Chua. The amazing thing about Joan Chua at the European Open, it wasn't even what a difference a day makes. It was a what a difference a session makes from semi-final to final. Và chúng ta cùng quay trở lại với cú phá của Shane Van Boning.
Một đã rơi. Hai ở vị trí như thế nào đây ạ? Bảy đi thêm một chút nữa đi. Rồi. Bình thường số 2 có lẽ đang ở vị trí chưa thể tấn công được. Và trông có vẻ là con bi chủ sẽ nằm lại ở sau lưng bi mục tiêu số 5. Vâng, như vậy là một cú... Ui! Một tình huống tính nước đôi của Shane rất hay. Cần hai, nếu như mà hai không thành công rơi xuống lỗ giữa, thì con bi chủ sẽ nằm lại sau lưng bi mục tiêu số 3. Còn nếu như hai rơi, thì ở vị trí này Shane vẫn có thể xử lý được bi mục tiêu số 3. Và sau đó anh thủ tiếp thưa các bạn. Such a fantastic player when it comes to controlling that rock, the cue ball. Wong Kwok Kwang is kicking at this to stay alive, to stay in this year's US Open. One of SVB's great rivals. Khoảng cách này là khoảng cách mà Dương Quốc Hoàng có thể thực hiện được một tình huống nhảy bi đủ để cho Dương Quốc Hoàng có thể nhảy bi được. Nhưng vấn đề là đường ăn vào lỗ góc bên tay trái không còn, bên tay phải cũng vậy. À, xin lỗi các bạn, còn mất mỗi bên tay trái thôi. Bọn này thì chắc là cầu thủ Dương Quốc Hoàng cũng không tính tới việc là sút tê ăn. Vâng, bình thường số 3 là có riêng đường dành cho Shane Van Boning. UK Open final as well. Có má để có thể cắm cái và điều 4 vào lỗ góc bên tay phải phía xa kia. Nào từ 4 ra 5. Vâng, 4 với 5 đang nằm ở đầu sông cuối sông. Lực. Đây rồi. Như vậy là đến rack thi đấu này và đến tình huống bi mục tiêu số 5 này thì Dương Quốc Hoàng có lẽ là sẽ có quyền vào bàn để chơi. Một cú đẩy cua phê 2 bằng thiếu lực để cái có thể vọt qua mặt 9 và nhìn thấy bi mục tiêu số 5. Shane đã đổi gậy thưa các bạn. Con này không biết là có bị với không ạ. Nào cẩn thận ngồi vào 6. Vâng, một cú sút tê thủ của Shane. Nhưng mà nằm ra đâu đây? Trông có vẻ là có đường riêng. Như vậy là không các bạn ạ. Khi mà cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã cầm gậy nhảy ra rồi. Hay thế nhở? Uầy! Vâng, một tình huống sút tê cu lê. Đưa cái đi 2 băng và điều 6 cùng lỗ. Một con bi cực kỳ ấn tượng của Dương Quốc Hoàng ở trong rack thi đấu này. Vâng, chúng ta vừa được chứng kiến lại siêu phẩm của Dương Quốc Hoàng ở trong rack thi đấu này thưa các bạn. Quá hay.
Rồi, cơ hội là vẫn còn dành cho Hoàng Sao. Ba bi mục tiêu ở trên bàn để tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-9. Don't stop the Shane Van Boning victory parade just yet. Vâng, một cục kéo hai băng về điều 9 và một con bi nữa thôi để Dương Quốc Hoàng lấy được cho mình điểm số thứ 6 thôi các bạn. Sáu chín rồi. Như vậy là cơ hội dành cho Hoàng Sao là vẫn còn, dù chúng ta biết là khó. Nhưng mà không sao. Chơi được đến lúc nào thì cứ chơi đi đã. Còn sau này tính sau. JJ ties the match up over on table number one. That's now 2-2. He'll be breaking in rack 5. SVB was almost there, but he didn't quite obtain position on the 5. He was blocked out by the 9, and then a few moments later, the brilliance from Vietnam's best. Of course, for Duong Quoc Hoang, the equivalent of the US Open for Van Boning, but Duong would be the Hanoi Open. He didn't play in it last year. This time, though, I'm sure he's chomping at the bit. Yeah, everybody can't wait to get back over to Hanoi. Jason Shaw will be defending his title and all the pool players. Xếp bi tình huống các bạn ạ. Trọng tài vừa phải lôi bi ra để xếp lại. Thousands of fans. Câu tiền bàn. All showing up, knowledgeable as well. They knew when to cheer and sigh and make all them funny noises. I think of all the things I've seen off table on this tour. Well, right, the most extraordinary was when thứ 16. Fedor Gorsht and Jason Shaw went outside to do some autographs, and the queue for those autographs literally was lengthier than the eye could see, right down the street. Rồi, lần này thì đã thành công đưa được bi mục tiêu số 1 xuống lỗ. Thôi. At first I thought it was going to hit the top jaw. SVB has ball in hand. He's on the hill. This is a chance to keep the dream alive. He's going for six. Chúng ta cùng nhìn lại một chút xem ở trên bàn này còn tình huống khó nào hay không. Vâng, được ván phá ăn thì lại chết cái. Chả biết phải nói sao. Options provided by the bi này thì vẫn phải xử lý. With his positional nous and skills. Từ 4 ra 5, từ 5 ra 6, 6 lại ra 7. Vâng, nói chung là hình bi này thì chưa phải là quá đơn giản. 5 to 6, that would be the obvious issues. Ôi, người ta gỡ luôn 5 ra rồi các bạn ạ. He'll swing this below the green six back out towards center of. Cái tình huống đặt bi 2 và gỡ 5 vừa rồi của Shane là quá hay. Khi mà nó giải quyết được quá nhiều những cái tình huống phải điều chi tiết. Và bây giờ thì công việc của Shane là nhàn hơn rất nhiều. Khi mà con năm đấy nó sẽ đóng vai là con bi mấu chốt, cái chạm trung chuyển.
the orthodox weight distribution when using the bridge there, but it was perfectly acceptable, the outcome. And now one good positional shot from 5 to 6. And vâng, như vậy ở trên bàn có lại 5 mục tiêu cuối cùng mà thôi. Nào, lấy má từ 6 thao 7 để điều từ 7 về 8. Vâng, má đẹp quá rồi. That's okay. That gets the job done. SVB has done the hard work in this rack. Vâng, hai mục tiêu cuối cùng. Và Shane Warning đang tiến tới rất gần điểm số thứ 10, điểm số cuối cùng ở trong game đấu ngày hôm nay. The nine to avenge his defeat by Duong Quoc Wang in last year's World Nine Ball Championship. Vâng, xin chúc mừng cho Shane. Đối thủ người Mỹ đã là người tiếp theo điền tên mình vào vòng 16 người. Và thật đáng tiếc khi phải nói rằng với thất bại vừa rồi của Dương Vũ Hoàng thì đại diện Việt Nam chúng ta ở trong giải đấu US Open Pool Championship 2024 tới thời điểm hiện tại là không còn ai cả. Vâng, chúc cho tất cả những cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu thành công hơn ở những giải đấu quốc tế tiếp theo. Dù sao thì đến thời điểm hiện nay chúng ta cũng đã có một mùa giải rất nhiều cảm xúc với những cái tên như là Dương Quốc Hoàng, Đỗ Thế Kiên. Và cũng xin được cảm ơn 24.000 bạn khán giả đã cùng đồng hành với mình trong trận đấu vừa rồi cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì cũng đã 7 giờ hơn rồi, ai đi làm thì chắc cũng là phải chuẩn bị rồi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng mình xin phép được ngắt cái luồng phát sóng này và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với nhau ở trong vòng đấu 16 người. Ngày thi đấu tiếp theo được bắt đầu vào 21 giờ tối nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. What a day it's been here at the Harrah's Resort. Started out with Joshua Fuller beating Mickey Krause. It wasn't 10-6 by the way, it was very tight. A 10-9 drama in the deciding rack. When Krause broke dry, Fuller laid a really good hook and took advantage. 2 years ago, Francisco Sanchez Ruiz was the champion here. Not this time, because Oscar Dominguez beat him 10-3. The defending champion, also humble today. Mind you, it was a hell of a last 64 draw, wasn't it, against Fedor Gorsht. Coping Chung succumbs 10-6. Our own Jeremy Jones not in the commentary box because he's been winning matches again. This time, 10-8.